Hello mọi người, lâu lắm rồi mới quay video. Đợt này thì rất là ít video là vì lúc trước là hai người trong trại thì bây giờ còn có một mình thôi. Một người làm rất nhiều việc thành ra là cái quỹ thời gian eo hẹp. Đây là mấy con Bắc Hà, hôm nay là quay cho mọi người xem cái khu ở của chúng nó. Đây là cọc này, cáo này đang thay lông này. Mà chưa có thời gian chải lông cho cáo này. Lông cũ đang dính đầy trên người này. Đây là con lửng này. Mọi người nhìn đẹp không? Đấy, thôi hai đứa không hầm hè nhau, không phải tranh giành nhau là hầm hè. Đó, cáo đấy. Đây là con đực non này, con sứt này. Sứt à đâu, quên, nhầm, sậy, lau sậy. Đó. Và đây là hai con cái tắm đến đợt tắm cho chúng nó đây, mà mới tắm được cho hai con này thôi. Mọi người nhìn cái lông của chúng nó khác hẳn nhau. Rất là yêu luôn. Ôi, không ngon. Mấy đứa không ngon. Đấy, Yên nói chuyện còn có người nghe. Ra đây. Đó. Nào, ra đây. Một đứa ra đây. Rồi, không ngon. Một đứa ra đây. Vào chuồng đứa nọ thì đứa kia nó tị. Đó. Do là đợt này là chỉ còn có một người chăm thôi. Cho nên là mình quyết định là sẽ nhượng lại các cái con mông cọc và giữ lại mấy con Bắc Hà để nuôi thôi. Tức là giảm đi, có thể nói là giảm đi một nửa số chó. Nhượng lại hoặc là gửi nuôi nhá. Nếu mà như bạn nào mà có thể nhà mà quý chó, mà nuôi được chó thì mình sẽ gửi chó để cho mọi người nuôi. Rồi sau đấy thì rồi tính với nhau sau. Còn nếu mà ai mà muốn mua để cho nó đỡ phải rườm rà, phức tạp thì mình sẽ bán với cái giá rất là rẻ thôi. Nào, quan trọng nhất đây là muốn cho chúng nó là chúng nó sẽ có cái gia đình gắn bó. Vì chúng nó đang thì tự do, chúng nó đang thì được tự do ở như mấy con này là mấy con mình đẻ ra nhá, trại đẻ ra nhá. Thì không nói, nhưng mà mấy con cọc là toàn chó ở trên bản thôi. Toàn chó mua ở trên bản, nó đang được tự do. Nó đang được tự do thoải mái thì mình mua nó về xuôi. Rồi bây giờ vì là cái lý do buộc là phải nhượng đi không nuôi được nữa thì cũng muốn tìm cho chỗ đó cái chỗ nuôi để cho nó ngon lành đây. Còn như bình thường hiện tại bây giờ mình đang nuôi cho nó đây rồi. Chúng nó sẽ ở trong một cái ô như thế này. Thích vào chuồng thì vào, mà thích ra ngoài thì ra. Đó. Cho ta thì được cái nó ở rất là sạch. 4 5 ngày dọn một lần cũng được vì nó sẽ vệ sinh gọn vào một chỗ đây. Kia giả sử như đây thực tế là chúng nó sẽ vệ sinh ở góc đằng kia. Đó. Còn cái chuồng của chúng nó là thỉnh thoảng quét lá thôi. Vì chúng nó ở rất là sạch. Hai con này thì nó đang thay lông. Thế là tắm cho chúng nó xong cái là lông nó chút gần hết. Chìa cả da ra đấy. Cộng với lại là chúng nó đợt này là chúng nó có bị nóng, nóng trong, đang phải cho chúng nó uống cái thải độc gan. Nóng trong nó nổi mẩn da ấy. Khi tắm cho chúng nó thì mới biết là chúng nó nóng trong, còn khi mà lông của chúng nó nhìn nó dày dày lông nhìn không biết được. Thấy cái mũi của nó hơi hơi hồng hồng ở cái da mũi thì dự đoán là phải tắm cho chúng nó ngay. Nhưng mà muốn tắm cho chúng nó là cũng tắm lần lượt thôi, chứ cũng không thể là một phát mà tắm hết được. Thế cho nên nó đang bị quá tải. Như lúc trước là mình là có hai người chăm, một người chăm 24/24, một người là thêm phụ vào 3-4 tiếng một ngày.
Nhưng mà như hiện tại bây giờ là còn có một mình thôi, thành ra là sẽ buộc là sẽ phải nhượng đi nha. Nhượng đi giữ lại mấy con để nuôi thôi, chứ không thì không chăm được. Vì khi mà nuôi nhiều quá ấy, lúc chúng nó đẻ là cho con cứ đến một cái giai đoạn nào đấy là nó dễ bị phát sinh bệnh, vì không không theo dõi được, không sát sao được. Thế thì nó rất là lãng phí một cái gen giống chó rất là khôn, những cái con chó mà thực tế là mình lên mua ở trên bản, nhờ người tìm mua từ trên bản về với cái giá cao ấy, bây giờ thì bán giá rẻ thôi. Và thực tế là mình đã nuôi từ con nào mà nuôi sớm thì từ 2020, mà con nào nuôi muộn thì đến 2022, 2023, 2022. Thì tiếp xúc với chúng nó 1, 2, 2, 3, 4, 5 thì biết là chúng nó rất là khôn, nó hiểu chuyện và ở, đặc biệt là ở sạch, dễ nuôi. Đây, cáo rất đẹp dài. Nào, xa cái nào cáo. Chưa tắm được đến lượt cáo. Tắm xong thì nó sẽ rụng hết những cái lông cũ kia đi. Đây. Hai em này thì còn chưa tắm được. Người nó còn đang dính bẩn đầy này. Vì nó có cái lớp lông cũ ấy. Thì bình thường thì con chó nó ở sạch lắm, nhưng mà cái giai đoạn mà nó thay lông ấy là nó sẽ hay nằm, nó cọ cọ xuống nền để cho nó sạch lông ấy, để cho nó rụng những cái lông mà nó bám dính ở lưng ấy. Thế thì nó sẽ dính cái bẩn ở cái này, cho nên là cái lông của nó, cái bên ngoài lông nó rất là bẩn. Đó, hai con. Một con là nó đang thay lông, là nhìn lông nó dính bẩn này. Con kia thì không. Rất là ngoan đấy. Chào Long. Đây là con đực. Con đực thì phải cho nó ở trong chuồng. Vì sao? Bởi vì nếu mà... Nào lau đây, cứ yên cái mặt nào. Vì mọi người biết sao? Vì nếu mà... Đây đây, đưa tay lên đây, không ra đâu. Ra rồi không tìm vào được. Nào. Vì sao? Vì là nếu mà không cho nó vào chuồng này ấy, là nó trèo ra. Đây. Cái chuồng làm như thế này, hai nấc như thế này, nhưng nó vẫn trèo ra, nó trèo ra ngoài, nó chạy khắp mọi chỗ. Đó. Để mọi người xem thực tế đó. Là đây là mấy em Bắc Hà. Còn cọc ấy là mình sẽ nhượng cọc. Như cọc là chuồng này nuôi 3 con. Đây. Lõm là nhảy vào trong chuồng nào. Cáo là bình thường cáo hay nằm chuồng này. Còn con này nó gọi tên nó là con lửng, vì con nào nó cũng màu vàng cả, nhưng mà cái con này nó đuôi nó lửng cho nên nó gọi tên nó là con lửng. Nào đưa miệng đây. Vẫn đang giận à? Hôm trước là tiêm chúng nó, hôm trước là tiêm tiêm để trị ve một lượt, con này nó sợ tiêm cho nên là hôm nay là nó vẫn còn nó vẫn còn sợ, theo kiểu sờ đầu nó sợ là cưỡng ép tiêm nó ấy. Đây cáo. Cáo đời này béo quá cáo ạ. Bụng phệ kìa, đang thay lông mà như thế này là bụng hơi phệ đấy. Lông dính đầy trên người đây này, nó cọ xuống này này. Mà chưa cào đi này. Để tắm là mai là đến lượt tắm của chúng nó rồi. Đó, mình sẽ nhượng bớt mấy con cọc. Và có một số chuồng inox này. Cái chuồng này là chuồng của bọn to, quá to so với bọn cọc. Nhưng mà đây, giả sử như là đây, như mấy cái chuồng inox này. Đây, như cái chuồng này chẳng hạn này, là nó là chuồng 1, 2, 3, 4 tấm rưỡi. Đó. À đây là lõm. Phải cho nó vào trong chuồng chứ nhỉ. Có cái chốt mà. Vì là lúc ăn là hai con cái là nó có thể chạnh chọe nhau, thì một con cái ở trong, một con cái ở ngoài. Nhượng bớt mấy con cọc và có mấy cái chuồng nhỏ. Có thể nhượng lại cho mọi người mấy cái chuồng nhỏ luôn. Đó, không hề nhốt đâu, cửa mở đấy, nhìn chúng nó tự, chúng nó thích nằm ở trên sàn chuồng. Tùy có hôm thì chúng nó nằm dưới nền, hôm thì nó nằm trên sàn chuồng, nhưng nếu đa số này chúng nó sẽ thích
nằm ở trên chuồng, kiểu như là nó cao nó thoáng đấy. Đó, đây này, mấy cái chuồng này là khi con chó nó đẻ là cho vào đây là nằm là vừa này. Nhưng mà nuôi bình thường thì nó nằm ở, nó ở cái chuồng này cũng rất là thoải mái. Thì mọi người mà ai mà có thể nuôi được thì cứ liên hệ nhá, qua số điện thoại 0901 008 234 nhá. Tinh thần là muốn nhượng để cho mọi người ai mà thích những cái giống chó khôn, chó cọc của Việt Nam thì mà lúc trước giá nó cao không mua được thì bây giờ đón về nuôi giá rẻ thôi. Còn ai mà có khả năng nuôi sinh sản thì nuôi sinh sản, còn không là nuôi trong nhà thôi cũng ok. Rồi, hẹn gặp lại mọi người video tiếp theo.